Vâng, xin kính chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay, thời tiết ở Louisiana có trở lạnh một chút. Và Vân xin chúc cho cô chú, anh chị và các bạn có một ngày thật là ấm áp, an lành và hạnh phúc. Sáng ngày hôm nay, Vân sẽ tiếp tục những câu chuyện trong tác phẩm Hành trình Thùy Nhân của Nguyễn Vũ với tập 20 mang tên Nỗi bất hạnh của đời tôi. Tác giả của bài viết này là Thùy Nhiên. Mới nghe qua tựa đề thì mình thấy rằng câu chuyện này sẽ diễn ra không được suôn sẻ lắm. Do vậy mà tác giả mới để cái tên là Nỗi bất hạnh của đời tôi. Vậy thì bây giờ Vân xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng Vân xem coi tác giả Thùy Nhiên kể lại những nỗi bất hạnh của mình như thế nào nha. Tác giả đã viết câu chuyện này để kính dâng lên linh hồn mẹ Phan Thị Khanh, ông ngoại Phạm Văn Đình, cậu Phạm Văn Tiến, các anh Nguyễn Bá Liêm, Nguyễn Bá Trương, Nguyễn Bá Long, các em Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bá Đạt, Nguyễn Bá Hoài, chú Nguyễn Văn Dậu, các em con dì Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Minh Xuân, Nguyễn Minh Toàn, Linh Mục Hồ Quang Liêm, chú Hồ Quang Lập và các anh bà con với cha Liêm mà tác giả không nhớ tên. Như vậy là khá đông trong cái chuyến hành trình cùng với tác giả. Và đặc biệt tác giả viết cho ba Nguyễn Bá Quang, ba và con cùng một nỗi buồn bất hạnh trên cuộc đời này. Sau bao tháng ngày mẹ và các anh chuẩn bị ghe thuyền, từng can dầu, tôm góp từng gói lương khô như gạo sấy, thuốc men một cách bí mật vào đêm 19 tháng 2 năm 1985, khoảng 30 tháng chạp âm lịch, trời tối đen. Mẹ và bảy anh chị em chúng tôi, ông ngoại, gia đình dì ruột, gia đình cha Liêm, từng tớp, len lỏi trong đêm đen, lần lượt đến điểm tập trung tại bãi đá bạc Cà Mau, tỉnh Minh Hải. Chúng tôi yên lặng lên thuyền. 22 người có mặt đầy đủ, tiếng máy nổ giòn lướt sóng ra biển khơi. Mọi người đều nín thở, hồi hộp. Qua mấy giờ lầm lũi chạy trong đêm, trời đã sáng, ánh nắng chan hòa, chúng tôi đã rời khỏi hải phận Việt Nam. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, vui mừng, bồi hồi xúc động vì đã thoát qua được chặng đường đầy nguy hiểm và bất trắc nhất. Nếu chẳng may bị bắt lại, sẽ bị tù tội, tịch thu tài sản, tất cả đều mất sạch. Niềm vui thoát khỏi vòng kiểm soát của công an Việt Cộng đang miên man, bỗng đằng xa chiếc tàu lớn hiện ra, tim tôi đánh thình thịch. Tàu của ai đây? Của cộng sản hay của thế giới tự do? Càng lại gần càng hồi hộp, thoáng chán nản và sợ sệt hiện rõ trên mặt mọi người khi nhìn rõ màu cờ của Liên Xô. Thuyền của chúng tôi cố ý lái chệch hướng, con tàu lớn cứ thế tiến thẳng, đã qua thêm một sự nguy hiểm. Cũng vì thế mà thuyền đã lệch hướng đi đã định trước. Chạy thêm vài giờ nữa, đằng trước hiển hiện một chiếc thuyền đánh cá treo cờ Việt Cộng, cờ đỏ sao vàng, bên hông tàu có hai chữ Kiên Giang. Giây phút trọng đại, mọi người nín thở. Từ thuyền Kiên Giang bên kia phát loa yêu cầu thuyền chúng tôi ngừng lại để cho họ kiểm soát, không thể để bị bắt, phải ngồi tù, tài sản bị mất sạch, nên thuyền chúng tôi quyết định mở hết tốc lực chạy. Một loạt AK nổ giòn bắn về phía chúng tôi. Tài công là anh Hai Liêm, anh của tôi, bị thương ở cánh tay, mẹ bị thương ở bả vai, ông ngoại bị thương nhẹ ở đầu. Thuyền bắt buộc phải ngừng lại. Tất cả bàng hoàng chờ đợi những gì xấu xa nhất sắp xảy ra. Thuyền Kiên Giang là thuyền đánh cá, nhưng có cán bộ Việt Cộng, công an mang theo súng. Bọn chúng bước qua thuyền chúng tôi lục soát từng người, kể cả những em bé 3-4 tuổi. Chúng tịch thu một số vàng và đô la mà mọi người mang theo. Chúng lấy một máy lớn của thuyền chúng tôi và dọ sẽ đưa trở lại vào bờ giao cho công an địa phương xử lý. Ông ngoại tôi là người có tuổi nhất trong thuyền, ôm vết thương còn chảy máu trên đầu, loang xuống mặt, cố gắng năn nỉ, giải thích. Các anh cho chúng tôi đi,
Nếu các anh có cố gắng đưa chúng tôi lại bờ Việt Nam, các anh chẳng có lợi ích gì cả. Chúng tôi bị tù tội. Tiền vàng các anh đã vừa tịch thu cũng phải giao nạp cho công an mà thôi. Sau đó bọn họ cho chúng tôi đi và chỉ hướng cho tàu chạy. Còn lại một máy nhỏ, thuyền tiếp tục chạy một cách nặng nhọc, chậm chạp, lướt sóng biển, tiến về vùng biển Thái Lan. Chạy được một giờ đồng hồ nữa, thấy có một chiếc thuyền giống thuyền đánh cá xuất hiện, thì chiếc thuyền này tiến lại gần, không thấy treo cờ nước nào cả. Những dấu hiệu trên nặng thuyền được bôi lem, chạy với tốc độ rất nhanh, rồi quay đầu, chặn ngang thuyền của chúng tôi. Đã trải qua nhiều nguy hiểm, lần này tôi quá hồi hộp và lo thở, nín thở. Những đứa trẻ như cũng biết được những gì quan trọng sắp xảy ra, nên ngồi thu mình vào thành ghe, im re trong thật tội nghiệp, tất cả không một tiếng động. Tiếng nói ở thuyền bên kia lạ, không ai hiểu gì. Lúc đó, cha Liêm biết tiếng Anh, nói xin họ giúp đỡ. Tối người kia hầu như không nghe biết, cử chỉ hung hăng dữ tợn, cập vào thuyền chúng tôi la hét sục soát từng người một. Một lần nữa lại bị vơ vét sạch sẽ những gì mà tàu Kiên Giang, Việt Cộng vơ vét còn sót lại. Thấy kết quả lục soát chẳng được là bao, chúng đi nhìn từng bộ mặt một, nhất là nhìn chằm chằm vào đàn bà, con gái. Mẹ tôi còn trẻ đẹp nhưng vừa bị thương, mất máu, co ro, mặt mày tái mét nên chúng bỏ qua không để ý tới. Chúng đến gần tôi và chị H, bạn gái của anh hai, liền nắm tay chúng tôi kéo qua thuyền chúng nó. Trước cảnh dã man này, mấy anh tôi không kìm hãm được nên đã có phản ứng binh vực em mình. Tôi lúc đó mới 18 tuổi, chị H sắp xỉ tuổi tôi hay lớn hơn 1-2 tuổi. Đã la ó phản đối, mẹ tôi cúi lại xin chúng tha. Ông ngoại, cha Liêm năn nỉ, nài nỉ xin chúng chẳng màng nghe. Chúng đẩy chúng tôi qua thuyền, phẫn uất trước hành động tàn bạo này, mấy anh tôi đánh trả lại chúng. Chúng rút súng lục và uy hiếp và chế ngự mấy anh. Lúc đó, chúng lôi tôi nhốt vào hầm tàu tối đen. Từ đó, tôi không hay biết gì ngoài những việc đã xảy ra bên ngoài nữa. Sau khi bắt chúng tôi, chúng nổ máy cho tàu chạy, quay lại đâm vào thuyền chúng tôi làm cho thuyền vỡ chìm. Chuyện xảy ra tôi sẽ kể tiếp sau khi tôi gặp lại dì ruột tại trại tị nạn Sông La. Ngồi trong hầm tàu đen tối mà lòng tôi tan nát, tôi thầm cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. Hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh mẹ, các anh, em giờ đây trên biển cả mênh mông hay đã trôi dạt về đâu, đã được tàu của thế giới tự do cứu vớt chưa. Ba tôi là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đang ở trong tù cộng sản 10 năm rồi, tại trại Tiên Lãnh, Quảng Nam, Đà Nẵng. Tương lai sẽ ra sao đây? Tôi nhớ những người thân, đầu óc rối bời, như có muôn vàng mũi kim nhọn đâm vào quả tim bé nhỏ của tôi tan nát. Chưa bao giờ tôi nghĩ hoặc tưởng tượng ra hoàn cảnh mà tôi phải gánh chịu như hôm nay. Nước mắt tôi tràn đầy vào má, và mà chẳng hay biết gì đã làm dịu cơn khủng hoảng của tôi. Một niềm hy vọng lóe sáng trong đầu. Chắc mẹ, các anh và em còn sống sẽ được tàu vớt, sẽ vượt qua nguy hiểm để đến bến bờ tự do, và tôi sẽ được gặp lại. Ở trên tàu bọn cướp được vài hôm, chúng chuyển tôi qua tàu đánh cá thứ hai, chị H bị giữ lại. Trên tàu, chúng nói tiếng Thái với nhau, tôi không hiểu gì cả, chỉ biết cảm nhận theo linh tính, thấy tàu này chuyên lo đánh cá, chắc là vừa đánh cá vừa làm hải tặc ăn cướp. Một tuần sau, chúng lại chuyển tôi qua một tàu khác, cứ thế lên đên trên biển cả. Tôi đếm được đã qua ngày thứ 51. Ngày này, chúng chuyển tôi qua một tàu khác. Người trên tàu có vẻ hung tợn dữ dằn hơn những tàu trước. Vào khoảng nửa đêm, một tên bước vào kéo tôi dậy, nhìn cặp mắt nó dễ sợ như muốn ăn tươi nước sống tôi. Người tôi run lên bần bật, miệng thầm đọc kinh, van xin ơn trên cứu giúp. Chúng nó sờ mó và bắt tôi cởi hết quần áo. Chúng nói gì với nhau tôi không hiểu, chỉ biết kẹp cứng hai chân lại, hai tay ôm chặt lấy ngực và nhìn vào vết thẹo nổi đỏ trên cánh tay tôi. Lúc đó khoảng 2 tuổi, tôi bị tai nạn phỏng dầu làm đường 50%.
khi chữa lành vết thương mà vẫn còn vết sẹo luôn ửng đỏ. Không biết ai xui khiến tôi cứ nhìn vào vết thẹo ấy và kêu la thảm thiết. Bọn chúng nói với nhau những điều gì, tôi cảm nhận như chúng e ngại về vết thẹo của tôi là bệnh phong cùi hay là gì chăng? Sau khi bàn bạc, chúng đã xô tôi xuống biển, không cho một vật gì để có thể nổi trên mặt biển. Nước lạnh làm tỉnh hẳn người tôi. Tôi đã thoát bàn tay của những con quỷ dữ và cố gắng bơi hai chân để giữ người nổi trên mặt nước. Ở Cà Mau, tôi sống bên sông nên bơi lội giỏi. Trên biển giữa đêm đen, không gì ghê rợn bằng. Tôi cố hết sức mình chống chọi với bao ý nghĩa bị thương. Bản năng sinh tồn lại đến với tôi mãnh liệt. Tôi kêu xin mẹ Maria bổn mạng hãy cứu giúp tôi. Một lần nữa, hình ảnh mẹ, các em, các anh và ba tôi ở trại cải tạo lại hiện ra. Như một khuyến khích, tôi hãy ra sức cố gắng chống chọi với tử thần để ráng sống, mai ra có người cứu vớt. Vì thế mà đã qua được 5 tiếng đồng hồ trên biển lạnh. Trời đã hừng đông, một tia hy vọng đến với tôi, nhưng người ngày càng lạnh cống, sắp sửa không chịu đựng được nữa rồi. May thay, tiếng động cơ của thuyền chạy tới. Tôi cố giơ tay lên, nhưng toàn thân cứng cống. Rất may trên thuyền đã nhìn thấy tôi, dừng lại và vớt tôi lên. Nguyện xin đây là chiếc thuyền làm ăn lương thiện để tôi còn được sống an bình. Quả như lòng mong ước, tôi được họ săn sóc tận tình, cho quần áo mặc, cho ăn uống đàng hoàng. Họ đã dùng máy vô tuyến gọi cảnh sát Thái Lan cho tàu ra đón tôi vào bờ để đến trại Bathani. Sau đó chuyển sang trại Song La và đến trại Sikil. Hàng ngày, ở trại cô đơn lạc lõng, thân gái dặm trường, hàng đêm cầu nguyện cho vơi đi ít niềm đau, mong chờ mẹ, các anh, các em đến. Nhưng ngày càng thấy bặt âm vô tính, lòng buồn rời rợi. Mỗi khi có người mới nhập trại, tôi thường đến cầu mong gặp lại người thân. Hôm nay tôi bất thần nhìn thấy dì Sa, em mẹ, thất thiểu bước vào trại. Dì cháu gặp nhau nước mắt tuôn trào như mưa. Dì đã kể những gì đã xảy ra khi tôi bị hải tặc bắt qua tàu của chúng. Sau khi bọn hải tặc bắt con và hát qua tàu chúng, vì không chịu nổi những uất ức, các anh con đã phản ứng mãnh liệt đánh lại chúng nó. Nhưng chúng nó có súng, các anh con đánh thất thủ, chúng càng lồng lộn lên, lục soát bán nát bét tàu, bắt mọi người cởi hết quần áo, chỉ cho mặc một cái quần lót mỏng, lấy hết những gì còn lại trên tàu, rồi rú máy cho tàu chạy. Mọi người chưa kịp hoàng hồn, đã thấy một tàu hải tặc khác quay đầu trở lại và chạy rất nhanh, đâm thẳng vào hông thuyền đánh rầm, thuyền vỡ đôi, một số người văng xuống biển, đồ vật nặng chìm xuống trước, những vật nhẹ trôi lên bền. Trong lúc hỗn loạn, mọi người bơi vội vớ lấy can đựng dầu, đựng nước làm phao. Các anh con Trương, Long bơi vớt những tấm ván kết lại thành bè kèm bên phần thuyền còn lại nổi trên mặt nước. Phần bè và thuyền nổi cho mẹ, dì, con của dì và Đạt, Hoài, hai em con, ông ngoại và anh hai Liêm đã ra đi trong lúc thuyền bị đánh chìm vì cả hai đều đã bị thương. Trời bắt đầu sập tối, nỗi kinh hoàng xâm lấn chiếm lòng người, màn đêm đen dẫn đến sự sợ hãi cho mọi người trong cảnh thập tử nhất sinh. Đêm đen đến, lạnh, đói, khát, nhưng vẫn cố gắng bu lấy bên nhau cùng sống chết. Thấy các em đói khát và lạnh quá, tội nghiệp nên Trương liều bơi lặn xuống lòng thuyền, may ra còn tìm được nước uống hoặc thức ăn, nhưng lâu mà vẫn chưa thấy Trương trở lại. Mẹ và dì kêu gào thật lâu nhưng chẳng có tiếng trả lời. Hễ người nào chịu không nổi buông tay là ra đi vĩnh viễn. Thấy những người thân lần lượt ra đi, lòng mẹ và dì tan nát, nhưng biết làm sao đây, hỡi trời, chỉ biết đọc kinh cầu nguyện Chúa, mẹ cứu giúp phù hộ. Phía bên kia có linh mục Hồ Quang Liêm và người em Hồ Quang Lập cùng mấy người bà con của cha trong đêm đó cũng đã ra đi. Ngày thứ hai, từ lúc đắm thuyền, chỉ còn lại dì, mẹ và mấy đứa nhỏ.
vì được ngồi trên bè nên chống lại được sự lạnh cống. Mẹ con bị thương máu ra nhiều, không ăn, không uống nên người mệt lả đi, hơi thở yếu dần. Dì gọi mẹ không trả lời nổi, tức tưởi ra đi. Đạt, Hoài, hai em con ôm mẹ khóc thảm thiết, dì đứt cả ruột gan. Các cháu cứ muốn giữ mẹ lại bên cạnh, không xa rời. Dì khuyên nhiều lần, các cháu mới chịu để mẹ con vào vòng đại dương. Còn lại con trâu, con xuân của dì, mềm người vì đói khát, đã lặng lẽ ra đi. Dì như người mất hồn, không còn biết gì nữa đâu. Đặt con xuống nước, cho vào lòng nước, trôi xuôi, đau đớn vô cùng. Ngày thứ ba, chỉ còn dì, em Đạt của con, mệt quá, ngã gục trên tấm ván. Bỗng nó ngồi gỡm dậy nói, để con đi lấy nước cho dì, con thấy có dòng suối trong xanh, nước ngon ngọt lắm dì ơi. Nó định bước xuống để đi, dì cầm tay kéo lại nói, con ơi, không có đâu, đó chỉ là ảo ảnh mà thôi, con ngồi xuống đây đọc kinh với dì, xin ngài ban ơn phước. Sau khi cầu nguyện yên tĩnh được một lúc, nó lại kêu lên khát quá. Chịu hết nổi, dì nói trong vô thức, hay con uống đại một hớp nước biển xem có chống chọi được không. Sau khi uống một miếng nước vào bụng, tức thì cháu ôm bụng kêu la khủng khiếp, nước bọt giống xà phòng trào ra nơi miệng. Cháu liệm người dần và nằm yên bất động. Người cuối cùng ở bên cạnh dì cũng đã ra đi, còn lại một mình đang nằm chờ chết dưới ánh nắng như thiêu đốt. Bỗng đám mây đen kéo đến, trời đột nhiên dịu xuống, một vài giọt mưa rơi trên mặt dì. Dì liếm từng giọt nước, nhưng người đã kiệt sức, không còn hay biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên chiếc thuyền đánh cá của người Thái Lan, theo tàu họ trên biển. 15 ngày sau được đưa vào trại Bitani, qua trại Song La, và dì gặp con tại đây. Ôi, những biến cố trong đời làm tôi điên dại. Sống dưới ánh nắng mặt trời mà như trong hang tối âm u. Tôi đã mất mẹ, mất anh, mất em, mất ông ngoại, mất cậu, mất cháu và những người thân yêu. 18 người đã chết tức tưởi, bỏ mình trên biển cả. Đó là nỗi bất hạnh của đời tôi. Mẹ ơi, sao mẹ nỡ xa lìa con, xa lìa ba. Ba đã chịu bao nhiêu đắng cay tủi nhục trong ngục tù cộng sản. Các anh ơi, các em ơi, tất cả đã lìa xa tôi, vĩnh viễn ly biệt tôi một cách tức tưởi, khổ đau tột đỉnh. Hận thành non cao, biển xa sóng lớn dạt dào. Nhớ anh, nhớ em, nhớ mẹ, biết ngày nào nguôi ngoai. Câu chuyện được viết tại Australia tháng 12 năm 2002. Đọc xong câu chuyện này, Vân cảm thấy rất là ngậm ngùi và thương cho 18 người đã đi theo dòng nước biển, và hai người còn sống sót lại là dì và cháu ở trên thuyền, bây giờ đã định cư ở Australia và luôn sống trong một cái nỗi nhớ nhung gia đình tha thiết. Thì không biết nói gì hơn, Vân xin chúc cho dì và cháu có thật là nhiều sức khỏe và nhận được nhiều sự an lành để mà vượt qua trong cái cuộc sống hiện tại và tương lai. Tập 20, Nỗi bất hạnh của đời tôi, tác giả Thùy Nhiên, đã vừa kết thúc. Vân xin cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã chú ý theo dõi, và Vân xin chúc cho cô chú, anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại những tập kế tiếp trong tác phẩm Hành Trình Thiền Nhân của Nguyễn Vũ.